nghĩa, đại diện cho những người Việt Nam yêu tự do, yêu dân chủ. Và ngày hôm nay, cuộc diễn hành này không phải chỉ cho cộng đồng người Việt chúng ta ở Hoa Kỳ, mà cho toàn thể người Việt ở trên thế giới, kể cả đồng bào yêu tự do đang phải sống quật quại dưới chế độ cộng sản ở trong nước. Một lần nữa, chúng tôi xin được gửi lời chào mừng đến toàn thể quý vị từ khắp mọi nơi đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Trước mặt quý vị là đại diện của các cơ quan đoàn thể của cộng đồng. Và bây giờ chúng tôi xin bắt đầu chương trình diễn hành văn hóa lần thứ 38 của Liên Hiệp Quốc và lần thứ 23 của cộng đồng người Việt quốc gia. Dạ vâng, chúng tôi xin mời ông Nguyễn Tường Tượng lên để điều khiển phần chào quốc kỳ. Kính thưa quý vị, để khai mạc buổi diễn đàn lần thứ 23 mà cộng đồng chúng ta tham dự ngày hôm nay, còn tổng cộng mà tất cả những lần mà diễn đàn là lần thứ 38, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị nghiêm chỉnh để chúng ta làm lễ chào quốc kỳ. Lễ chào quốc kỳ kính thưa bắt đầu. Quốc ca Hoa Kỳ.
quý vị dành một phút để tưởng kính quốc tổ và tiền nhân đã có công giữ nước và giữ nước, để tưởng kính hai bà trên đã khởi nghĩa trong quân Đông Hán và đã hy sinh, để tưởng kính đến quân dân các chân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì lý tưởng tự do, và sau hết để tưởng nhớ đến các chiến hữu của mình đã tử trận trong khi sát cánh chiến đấu cùng chúng ta. Phút mặc niệm bắt đầu.